Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review mì rau ít clean củ cải đỏ và củ dền hữu cơ organic A giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải đỏ và củ rền Anpaso ít clean ăn chay được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khâu hạt giống. Gieo trồng hữu cơ, thu hái và chế biến khép kín dựa theo tiêu chuẩn về organic với công thức bí truyền và sự cố vấn về chuyên môn của chuyên gia đến từ Nhật Bản đã tạo ra những sợi mì Anpaso ngon ngọt tự nhiên. Không phụ gia, không chất bảo quản, mang hương vị tự nhiên nguyên bản, thanh mát từ rau củ và các loại thảo dược. Mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải đỏ và củ dền Anpaso, paso ít clean ăn chay bổ sung nhiều chất sơ hòa tan. Khoáng chất vitamin, ưu điểm nổi bật mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải đỏ và củ dền Anpaso. paso. Ít clean, ăn chay, nguyên liệu được trồng theo hướng hữu cơ, không hóa chất tại tỉnh Nghệ An. Việt Nam, không sử dụng chất bảo quản và phẩm màu độc hại, nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng. Đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng, công nghệ sấy khô chậm ở nhiệt độ thấp giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng. Mùi vị và màu sắc tự nhiên, hương vị rau thanh mát thơm ngon, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đóng gói bao bì túi giấy góp phần bảo vệ môi trường, mì củ cải đỏ và củ dền organic Anpaso. Mì có vị ngọt mát tự nhiên, cung cấp lượng lớn vitamin như A, C, nhóm B cùng nhiều khoáng chất như sắt, axit folic, kali, magi, natri, mangan, lượng chất xơ dồi dào, phù hợp với mọi lứa tuổi. Thông tin cơ bản mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải đỏ và củ rền ăn paso, ít clean, ăn chay. Thành phần tự nhiên, bột mì, củ cải đỏ và củ dền, nước, hướng dẫn sử dụng mì rau củ hữu cơ organic luộc mì khoảng 4-5 phút. Khuấy tơi cho sợi mì chín đều. Vớt ra để ráo cho muỗng dầu thực vật hoặc trụng qua nước lạnh chế biến theo khẩu vị tùy thích, phù hợp với các món nấu, xào, trộn, gỏi, lẩu, hầm, luộc. Chay mặn đều dùng được, hướng dẫn bảo quản để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao. Đóng kín bao bì sau khi sử dụng, khối lượng tịnh 120 g hạn sử dụng 10 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, xem trên bao bì, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà